Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 2, chương trình sẽ có những nội dung sau. Cùng phóng viên thời sự tìm hiểu rõ hơn linh vật rồng, con giáp của năm mới Giáp Thìn với nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đại Vinh. Mùng 3 Tết Thầy đã trở thành nét đẹp văn hóa trong ngày Tết cổ truyền và luôn đề cao tôn trọng vai trò của người thầy trong việc truyền thụ kiến thức cho các thế hệ học sinh. Cùng phóng viên về với Tết ở làng giáo viên xã Phong Hòa, huyện Phong Điền. Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân đang có hiệu lực. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm qua, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy dẫn đầu đã đi thăm kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết tại Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn Bộ binh 1. Theo báo cáo của Chỉ huy Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn Bộ binh 1, quán triệt chỉ thị của quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức trực Tết Nguyên đán bảo đảm đúng theo quy định, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình khu vực địa bàn đóng quân, tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ. Công tác đảm bảo hậu cần ăn Tết cho bộ đội theo đúng quy định, tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ để cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương đơn vị đã chấp hành tốt quy định, đồng thời yêu cầu trung đoàn, tiểu đoàn tiếp tục duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, quan tâm động viên nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, bảo đảm đầy đủ chế độ để bộ đội ăn Tết đầy đủ hương vị. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo tốt các hoạt động vui xuân, trò chơi mang tính tập thể, mang đậm nét văn hóa để cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó giúp bộ đội an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực Tết. Xin chữ, cho chữ là một phong tục truyền thống đã có từ lâu, mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt Nam. Đây là một nét văn hóa đẹp, thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc. Trong những ngày Tết, tại nhà văn hóa huyện Quảng Điền đã diễn ra hoạt động tặng chữ đầu năm mới Giáp Thìn 2024. Để phát huy, giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp đó liên tục trong những năm qua và nhất là đón xuân Giáp Thìn năm 2024 này, huyện Quảng Điền tiếp tục duy trì hoạt động xin chữ đầu năm. Chủ đề thư pháp của năm nay là phúc lộc thọ. Mỗi nét chữ cho đi, người nhận mong được tài lộc, may mắn, sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong năm mới. Ước vọng thông qua chữ sẽ được hưởng phúc đức, tài năng của người cho chữ. Còn người cho chữ là gửi gắm nội niềm, mong muốn sẽ giữ mãi nét đẹp phong tục xưa, Tết xưa trong nhịp sống hiện đại, cùng khát vọng vươn tới chân thiện mỹ. Việc duy trì nét đẹp xin và cho chữ đầu năm của huyện Quảng Điền là một hoạt động đầy ý nghĩa. Qua đây, phát huy văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên tinh thần hiếu học trên địa bàn. Thưa quý vị, rồng đứng đầu trong bộ tứ linh Long Ni Quy Phượng. Rồng là linh vật tưởng tượng có thể ở dưới nước, vừa bay được trên không, vừa có thể hóa thân kiếp khác để ngao du trên cạn, được xem như linh vật toàn tài, toàn năng, mang lại năng lượng, sức mạnh, niềm tin, hy vọng, phồn vinh và may mắn. Cùng với phóng viên thời sự tìm hiểu rõ hơn linh vật rồng, con giáp của năm mới này với nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đại Vinh. Xin chào nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm nay. Và có lẽ là không có một câu hỏi nào có thể phù hợp hơn trong năm Thìn này, đó là tại sao trong 12 con giáp, tất cả 11 con vật đều là con vật có thật. Tuy nhiên chỉ có con rồng là con vật do người ta tưởng tượng ra nhưng nó lại nằm trong 12 con giáp. Vậy thì tại sao lại có vấn đề này thưa ông ạ? Chúng ta thấy con rồng tuy là tưởng tượng nhưng mà nó đã là tích hợp tất cả những cái giá trị văn hóa truyền thống của Á Đông. Mà đặc biệt tiêu biểu nhất là nền văn hóa của Trung Hoa, nó lan truyền ra các nước Đông Văn như là Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam đều hướng đến rồng như là một linh vật đầu tiên, và nó đã được cái sách gọi là Kinh Dịch đã đề cập đến rồi. Tuy mỗi nước mà có những cái chọn lựa tiếp cận những cái hình ảnh khác nhau, ví dụ ta có thể thấy ở Trung Quốc người ta tiếp cận ở những cái góc hết sức là dữ dàng, trong khi con rồng ở Việt Nam trải qua cả cái thời đại từ Lý, Trần, Lê và đến Nguyễn thì nó uyển chuyển hơn, nó có thể thể hiện những cái ước mơ bay bổng, vì rồng bao giờ cũng là thăng hoa. Vâng, như ông đã chia sẻ thì con rồng có một vai trò rất quan trọng trong 12 con giáp. Vậy thì trong thời đại phong kiến hay là trước đây, hình tượng con rồng đã được sử dụng như thế nào? Sự khác biệt giữa rồng của vua cũng như là sự khác biệt trong rồng ở các cái đền đài, lăng tẩm nó như thế nào ạ? Dưới cái sự định chế của chế độ phong kiến thì rồng của hoàng đế là rồng nắm móng và có đầy đủ mọi cái đường nét nghiêm cẩn và nhìn hết sức là hùng tráng. Còn cái rồng của dân gian trước năm 1945, con rồng đó chỉ là cái con dao long, cái con cù, nghĩa là chưa thành rồng, chưa hoàn chỉnh. Và người thợ nề dân gian người ta đã biến chuyển những cái đường nét như là cúc họa long, rồi giấy họa trong cái mô típ trang trí, nó rất uyển chuyển và nó xinh đẹp. Sau này thì khi mà cái tâm lý trở lại phục hồi những hình tượng nghiêm cẩn của con rồng rồi, thì ta thấy là nó trên các nóc của đình miếu nó thể hiện một cái đường nét hùng tráng, uy nghiêm mà con rồng của Á Đông đã gợi gắm. Vậy thì từ trước đến nay chúng ta đã trải qua những năm Thìn như thế nào, và trong năm mới Giáp Thìn này ông mong muốn sẽ là một năm Giáp Thìn như thế nào ạ? Những năm Giáp Thìn bao giờ cũng là những năm mưa gió. Ta đọc lại lịch sử thời Minh Mạng, năm Tiêu Trì 1844 là một trận lụt lớn diễn ra ở kinh đô Huế. 60 năm sau là một trận lụt Giáp Thìn sớm nữa nó diễn ra ở Thuận An, nó lấp cái cửa biển Hòa Dương, mở ra một cái cửa lợ và là một Thuận An mới. Và năm 1964 lại là một cái trận lụt rất ghê gớm, nó diễn ra ở miền Trung, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và ngay cả Thừa Thiên nữa. Mong rằng dù thế nào đi nữa thì chúng ta có đủ điều kiện để mà đề phòng, để có thể góp phần hạn chế bớt cái lồng hành của nước, cũng giúp cho đời sống nhân dân, mùa màng của nhân dân nó được bảo vệ. Và Giáp Thìn này gợi gắm những ước mơ vươn lên của một thành phố Huế sẽ là một thành phố trực thuộc trung ương. Toàn thể từ Á Lưới mà cho xuống đến Phú Lộc, Phong Điền, chúng ta sẽ thống nhất một danh xưng là thành phố Huế mà thôi. Và trên cái bản đồ của đất nước thì thành phố Huế này mới này sẽ đó đủ điều kiện về kinh tế, đủ điều kiện về tiềm lực để vươn lên trong một cái chiều kích mới của thành phố Huế trong tương lai gần. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đại Vinh trong ngày hôm nay, và xin chúc ông cũng như quý vị khán giả có một năm mới an khang, thịnh vượng và sự như ý. Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Cùng với sự tiếp sức của các tổ chức đoàn thể xã hội, doanh nghiệp, tuổi trẻ A Lưới huy động mọi nguồn lực để cùng chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo có một cái Tết ấm cúng và ý nghĩa. Năm nay, gia đình em Hồ Thị Thùy Linh, học sinh trường tiểu học Hồng Kim, huyện A Lưới, sẽ có một ngôi nhà mới khang trang trong dịp Tết. Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện A Lưới đang tích cực phối hợp cùng người nhà em Thùy Linh để hoàn thiện ngôi nhà. Căn nhà cũ của em trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị dột ướt vào mùa mưa, nhưng vì không có điều kiện sửa chữa nên chỉ có thể tạm bợ. Năm nay, với số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình Ngôi nhà khăn quàng đỏ do Hội đồng đội tỉnh trao tặng, cùng với số tiền vay mượn được của người thân, gia đình em Linh đã sắp sửa có được một ngôi nhà mới khang trang và vững chãi hơn. Bên gia đình cũng không có gì hơn, tức là rất cảm ơn, và rất cảm ơn bên các lãnh đạo đã quan tâm giúp đỡ bên gia đình tôi. Tôi rất phấn khởi, không thể nào mô tả được. Bây giờ cũng có chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ ăn ở, học tập cho con cái được an tâm về hàng ngày cũng như lâu dài. Nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn huyện và tạo sân chơi đầu xuân vui tươi cho các thanh niên huyện nhà, huyện đoàn A Lưới đã tổ chức chương trình Ngày Hội Xuân 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại chương trình, huyện đoàn A Lưới đã trao tặng 46 suất học bổng bông hồng nhỏ thắp sáng ước mơ thiếu nhi A Lưới, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí mẹ đỡ đầu cho em nuôi A Lưới. Những phần quà có giá trị về vật chất lẫn tinh thần sẽ hỗ trợ phần nào cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp và đủ đầy hơn. Sáng đi lên đi là họ có cho quà là bông hồng nhỏ, và bên gia đình em rất cảm ơn vì Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho em được, vì gia đình em rất khó khăn nên là được quà là bên gia đình em Tết đi là được ăn Tết rồi. Trong khuôn khổ ngày hội, huyện đoàn cũng đã tổ chức các trò chơi tập thể như khiêu bóng, phỏng thiêu, ném vòng vào chai, làm việc handmade chúc Tết. đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ và người dân địa phương. Đối với thanh niên vùng cao còn thiếu nhiều điều kiện vui chơi giải trí, những hoạt động tập thể như thế này sẽ mang đến sự gắn kết giữa các đoàn viên, tạo thêm sự hưởng ứng nhiệt tình của thanh niên khi tham gia vào các hoạt động sinh hoạt đoàn, hội tại địa phương, mang đến cho mọi người những trải nghiệm vui tươi trong dịp đầu năm mới. Em cảm thấy rất là vui và hào hứng khi được tham gia các hoạt động handmade, làm những thể thiệp lì xì để chúc Tết. Và năm nay cũng là năm Giáp Thìn nên là chúng em đã chọn những hoa tiết như là bánh trưng rồi là rồng để trang trí cho những tấm thiệp của mình. Hoạt động như là chính tay làm những cái chiếc bao lì xì riêng biệt với những cái văn hóa chi tiết bản sắc của Việt Nam nói chung và đồng bào của A Lưới nói riêng, thì em rất là hào hứng và mong là có thể lan tỏa những cái điều tích cực đối với người dân và đồng bào mình. Đối với thanh niên nói riêng và toàn thể người dân trên địa bàn huyện A Lưới thì ngày hội xuân năm 2024 là một cái sự kiện hết sức ý nghĩa. Bọn em cũng được tham gia một số các trò chơi dân gian như là ném vòng bao chai, rồi là các cái trò chơi vận động nhẹ nhàng mà bọn em có thể tham gia được, và đấy là một hoạt động hết sức là ý nghĩa và phấn khởi trong dịp Tết. Vùng cao thì chúng tôi đang xây dựng lại các cái hoạt động ngày Tết của người đồng bào vùng cao, như là tổ chức các cái cuộc thi ẩm thực ngày Tết của người vùng cao. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã kịp thời là xây dựng một số cái nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ để đưa vào sử dụng trong dịp Tết này. Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân của thanh niên tỉnh nhà tổ chức đã thực sự tạo không khí vui tươi, phấn khởi và ấm áp đối với lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ về việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đối với các địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là dịp Tết đến xuân về. Lì xì đầu xuân là nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam, gửi gắm những điều tốt lành, những lời chúc đong đầy yêu thương và hy vọng. Bên cạnh phong bao đỏ, Tết thời 4.0, nhiều người lại lựa chọn những cách lì xì độc đáo hơn, nhưng không vì thế mà mất đi ý nghĩa truyền thống của phong tục mừng tuổi đầu năm. Năm mới nha, chúc chào của ông, ông lì xì tóm nha. Thay vì những chiếc phong bao lì xì nhỏ, một chiếc kẹp tóc của bé gái có thêm mã QR, tức là mỗi bạn nhỏ có cho mình một chiếc ví online để nhận tiền mừng tuổi đầu năm. Gia đình mình có lướt mấy trang thương mại điện tử thì mình có nhìn thấy họ bán cái kẹp tóc mà có mã QR. Thì mình thấy hình thức này rất là hay, trẻ con cầm tiền thì hay rơi mất. Mà chuyển khoản cái này thao tác chỉ cần quét mã một cái là lì xì được, mà cũng không làm mất đi phong tục của Việt Nam. Nhà mình thì cả hai vợ chồng đều làm ngân hàng nên mình thấy hình thức này rất là phù hợp. Lì xì cách nào thì cũng mang cái ý nghĩa chúc cho các cháu là cái sáng năm mới thêm tuổi là thêm được cái sự trưởng thành. Đấy, và khỏe mạnh hơn, tiến bộ hơn. Đầu xuân năm mới em có một chút lì xì, anh chị có thể quét của em để có thể nhận được một chút đồng. Còn với những doanh nghiệp hay hội nhóm ở nhiều nơi khác nhau, lì xì còn là vui chơi có thưởng, là bốc thăm may mắn đầu năm. Nhóm bạn trẻ này đã tham gia hoạt động lắc lì xì trên một ứng dụng ví điện tử. Tiền lì xì được ứng dụng chia ngẫu nhiên cho từng người. Tạo được cái sự bất ngờ cho cả người lì xì lẫn cả người nhận lì xì. Đó chính là cái sự may mắn và cũng như là cái sự không đoán được, rất là bất ngờ, rất là vui vẻ. Các cái dịp Tết đến xuân về là cái việc mà gửi tiền, đổi tiền rất là khó. Thế là cái hình thức QR cải thiện giúp tôi là tiết kiệm được thời gian hơn, còn được chọn cả số nữa. Tức là mình sẽ lì xì người thân của mình cũng như bạn bè của mình theo sinh nhật này, hay là các cái con số ý nghĩa mang lại tài lộc. Thật ra thì tôi có rất nhiều người bạn ở xa và dịp Tết thì bọn tôi không thể gặp nhau được. Và cái việc lì xì online này thì giúp cho bọn tôi có thể trao gửi những cái khoản tiền lì xì hoặc là những cái lời chúc may mắn đến nhau dù có ở xa như thế nào. Xã hội phát triển, nhiều phong tục Tết cũng dần thay đổi cho phù hợp với nhịp sống hiện đại. Chỉ với vài cú chạm màn hình điện thoại, mọi người đã có thể trao gửi yêu thương. Dẫu vậy, dù lì xì bằng hình thức nào đi chăng nữa, cả người trao và người nhận cũng đều tin rằng sẽ có thêm thật nhiều may mắn, hạnh phúc, tài lộc, sẵn sàng hơn cho một năm mới phía trước. Thưa quý vị, làng Phước Tích, một trong những ngôi làng cổ ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, chỉ có 120 hộ dân với khoảng 450 nhân khẩu, nhưng lại có đến hơn 300 nhà giáo. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ngôi làng này lại rộn ràng với hình ảnh các thế hệ học trò đến chúc Tết các thầy cô giáo. Theo phong tục của người Việt, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong ngày Tết cổ truyền và luôn đề cao, tôn trọng vai trò của người thầy trong việc truyền thụ kiến thức cho nhiều thế hệ học sinh. đã về hưu hơn 17 năm. Nhưng mỗi dịp Tết đến, căn nhà nhỏ của thầy giáo Lê Trọng Đào, cựu giáo viên làng Phước Tích, xã Phong Hòa lại rộn ràng tiếng nói cười. Ông cho biết gia đình có đến 6 giáo viên, vậy nên cứ đến ngày mùng 3 Tết, học trò trong làng lại đến chúc Tết thầy cô. Và cứ như thế, ngày mùng 3 Tết thầy trôi qua trong bầu không khí đầm ấm như vậy. Hôm nay nhân đầu năm, chúng con cùng những đứa học trò của con xin được đến để chúc Tết quý thầy cô năm mới an khang thịnh vượng, luôn dồi sự giàu sức khỏe để dõi bước theo những sự thành công của các thế hệ học trò mình trong thời gian vừa qua. Trong dịp năm mới thì gia đình chúng tôi cũng rất là được vinh dự là được các lớp học trò mà đến thăm thầy trong ngày Tết, thì cái đó là một điều vinh hạnh cho cuộc đời của chúng tôi. Bây giờ gặp lại học trò thì mình nhớ lại cái thời thơ ấu của mình mà khi mình đã cùng là học sinh, bây giờ mình là giáo viên mà đã nghỉ hưu mà nhưng mà cũng có học trò nó đến nó thăm mình, như vậy là một điều mà rất là hạnh phúc cho gia đình. Còn đối với thầy giáo Lương Thanh Phong, giáo viên trường tiểu học Phong Hòa 1, xã Phong Hòa, dù Tết thầy thời nay có nhiều thay đổi, nhưng trong tâm thức của mỗi người Việt, nhớ về người thầy, người cô trong những ngày Tết truyền thống là điều không bao giờ mất. Đây vừa là dịp thăm hỏi, tỏ lòng biết ơn thầy cô, vừa là thời điểm để bạn bè có cơ hội gặp gỡ và chúc nhau nhiều điều may trong những ngày Tết đến xuân về. Phước Tích có rất nhiều giáo viên qua bao nhiêu thế hệ, và tôi cũng là một trong những thế hệ giáo viên nổi tiếng với những vị đi trước. Thì ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng những học trò của tôi bây giờ chúng tôi tùng 5, tùng 3 cùng đi đến nhà thầy để chúc Tết trong những ngày Tết. Thì đó là một truyền thống mà chúng tôi được giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và cũng như vậy các học trò của tôi cũng là những người con của những người giáo viên đồng nghiệp của tôi, và cũng theo truyền thống của cha ông là thường Tết thì sẽ đến nhà của thầy để chúc thầy trong năm mới bình an sức khỏe. Đó là cái truyền thống rất là tốt đẹp mà Phước Tích đã có từ bao đời này. Vào ngày mùng 3 Tết thì em cùng các bạn qua nhà thầy cô giáo để chúc Tết cho thầy cô giáo. Và em thấy là đây là một cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Em kính chúc quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe để dạy dỗ chúng em đến người. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Trong không khí đầu năm mới, ai trong chúng ta cũng đều nguyện cầu điều tốt đẹp đến với người mình yêu quý, cảm ơn những người có sức ảnh hưởng sâu sắc đối với mình. Và điều đó càng chứng tỏ vị trí của người thầy có ý nghĩa đặc biệt trong dịp đầu năm, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo đẹp đẽ của dân tộc. Tất cả những cái giá trị mà được thể hiện trong những ngày Tết thì bao giờ được khắc sâu hơn. Và không cần phải nhắc nhở một cái ngày 20 tháng 11 gì nữa, mà trong mỗi nhà, trong mỗi người họ ý thức được rằng trong cái thời khắc mùa xuân trở về, trong cái không khí của hoài niệm tổ tiên thì chúng ta có thêm một cái hoài niệm thầy cô, thì đó là một cái nét đẹp mà xã hội ngày xưa đã bảo tồn được. Nếu như ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày lễ của nền giáo dục thời đại mới dành cho tất cả mọi người, tri ân đến các nhà giáo, thì ngày mùng 3 Tết trong không khí đầu năm mới lại mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Mặc dù Tết thầy ngày nay đã có nhiều thay đổi, nhưng trong tâm thức của mỗi người Việt, nhớ về người thầy trong những ngày đầu xuân vẫn luôn là truyền thống không bao giờ mai một. Ngày xưa thầy dạy vô thì em tuổi còn thơ. Phần cuối của chương trình là các tin tức khác. Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Kỳ thi của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong 3 đợt. Đợt 1 tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 29 đến ngày 31 tháng 3. Đợt 2 được tổ chức tại Long An từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5. Đợt 3 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5. Còn kỳ thi đánh giá năng lực riêng của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì sẽ chỉ có một đợt thi duy nhất dự kiến vào ngày 11 tháng 5 năm 2024. Lịch thi các môn gọn trong một ngày và giữ ổn định như các năm trước. Kết quả bài thi này được 8 trường đại học sư phạm công nhận. Từ hôm nay 12 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục thay vì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lựa chọn như trước. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh. Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục, phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng, chậm nhất 20 ngày trước phiên họp đầu tiên của tổ chuyên môn. Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên môn học nghiên cứu các sách giáo khoa của môn học, việc phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Để phù hợp với quy định tại luật căn cước, Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân đang có hiệu lực. Về kích thước hình dáng, thẻ căn cước cơ bản giống như thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, nhiều thông tin thể hiện trên mặt thẻ có thể sẽ thay đổi. Trong đó, dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước, mục quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú đổi thành nơi cư trú. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thành Bộ Công an. Đặc biệt, trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay, ngón trỏ trái và ngón trỏ phải. Bộ Công an nêu rõ, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2024, vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Trường hợp công dân có nhu cầu đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước thì được cấp thẻ mới theo quy định. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trời rét. Vùng núi A Lưới đêm và sáng sớm trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, độ ẩm 82 đến 97%. Thời tiết biển có mưa nhỏ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 4 cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ. Sóng biển cao từ 1 đến 2 mét.